Ê, tao không có mình ở đây đâu nha. Ôi chết bà. Ê, có người bạn ơi. Siêu thị có người rồi sao? Ôi, ôi, chạy, chạy, chạy. Oh shit. Ai biết bạn. Ôi, đâu? Đang. Anh hai. Ngày ba một ai đó đã tới vào đêm và lấy những thứ của chúng ta bằng vũ lực, và chúng ta đã bị tấn công vào ban đêm, và một ai đó đã cố gắng lấy đồ cướp bóc mà họ không có, kiểu như là không có muốn hãm, không có muốn giết hại mình, nhưng mà chúng ta không có vũ khí nên không có gì được. Và Marco đã khi mà vật lộn nó. Và hello, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với channel mình. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game The World My bạn. Và tập trước các bạn có thể biết là mình vô mình khám phá hết tất tần tật mấy cái này rồi đúng không bạn? Và tập này là trước khi vô cái tập này thì mình đã chơi trước một khúc và hàng Usain Bolt nó bị chạy về không kịp buổi tối bạn. Không biết nó đâu luôn rồi á. Không có giờ Usain Bolt có luôn bạn. Giờ thằng này nó bị kiệt sức rồi, giờ cho nó nghỉ. Cho nó nghỉ mày ơi. Cho nó nghỉ nha. Cho nó nghỉ đi rồi cái xong rồi mình sẽ đi cướp qua bạn. Ok các bạn, và bữa tối rồi nè bạn ơi. Và mình sẽ cái thằng có thằng Usain Bolt bạn. Và mình sẽ có một vài nơi để mình lấy kiếm thức ăn hoặc kiếm nước rồi kiếm đồ tùm lum hết này. Có siêu thị nè, có một cái trường học, và có một cái gì thích bỏ hoang gì đó, và cái trường nhắm mình hôm qua mấy người bạn không qua là sao hả? Sợ quá bạn, có nhiều người nên mình sẽ qua siêu thị nữa bạn, chơi bạn qua siêu thị luôn, tại có thằng Usain Bolt á, nó chạy nhanh không biết thoát được không, thì qua siêu thị chơi thử bạn. Chỉ có thằng không có mình ở đây không nha. Thấy chết bà, bé có người bạn ơi. Nhi ơi, trong siêu thị có người. Siêu thị có người rồi sao? Liệu... Ê, 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 chạy, chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. Ủa má, nó ra giết mình mà. Ok bạn, mình sẽ quyết định mình không qua siêu thị nữa. Và siêu thị có nhiều người, mình tưởng nó không có. Chơi lớn, định chơi lớn mà không được bạn. Và mấy thằng kia rồi. Đừng nói nó, thằng này hả? Nghĩ đi mày ơi. Thằng này sẽ đi làm một vài thứ bạn. Mình sẽ đi kiếm một vài thứ để mình làm thức ăn. Đang rất là đói luôn bạn. Thằng này nó, đu, ngon ngon. Đây đây đây, có bếp lửa. Yes, mình tạo được bếp lửa rồi bạn. Cái này là Metal Workshop, là mình có thể mở thêm một cái workshop nữa bạn. Cái này là gì? Và không rain water, à cái này là mưa nó xuống bạn. Rồi mình nói chung là làm mình chưa có thức ăn nữa. Sẽ làm cái này trước nha. Hay làm cái này nhờ? Thôi làm cái này đi. Kế bên luôn đi. Mình sẽ có một vài thứ để mình làm thêm bạn. Thằng này đi nghỉ xíu đi, rồi tối rồi đi tiếp. Này sẽ đi nghỉ. Tại hàng nãy nó chạy cũng mệt, cũng đuối luôn, nó chạy bởi hai người kia cũng đuối luôn rồi. Yeah, và mình sẽ có một thứ gì đây để coi. Mình sẽ chế tạo được gì, mình sẽ chế tạo được cái, yes. Mình sẽ chế tạo được cái lock bích bạn. Rồi, yes. Kiểu này là mình mở được mấy cái lock bích dưới đây rồi các bạn. Mấy cái cửa khóa đồ nè bạn, ngon. Mình sẽ mở hết luôn bạn. Có khi nó để tủ đồ sao ai biết được đúng không? Ok, mình sẽ chế tạo được gì nữa. Không có sẵn bạn, không có vũ khí rồi. Ok, mình sẽ vô mình mở này bạn. Lock it vô. Ê, hình như có người bạn. Ê, con nào đâu. Có người. Lên nói chuyện nó bạn, khoan. Nó khi mình triệu tập được anh em xuống sao, hỗ trợ mình sao đúng không? Cái gì mà muốn gì? Nói chuyện à, là có người đã bị chôn vùi dưới cái những cái đống này các bạn. Và help me, give me a sec.
mình sẽ không mình nếu mình giúp nó mình sẽ đi theo nó bạn mình, nhưng mà trước tiên là mình sẽ mở này ra trước, sẽ mở trước bạn. Rồi mở hết, mình phải mở hết này các bạn. Rồi mình nếu mà đi thì mình sẽ mất hàng wood cooker này. Từ từ xong qua net retro. Ê, còn thức ăn mày ơi. Food đi, food food. Yeah. Ừ, này là gì? Good book of feeling we have a better. Cũng được đi. Mình sẽ có chị mình phải lên mình chữa chân này các bạn. Lần này nè. Này chứ. Lên đây đi em. Lên đi, lên đi. Lên là ngoài được. Thì đó. Rồi nó bị đánh rồi đau lắm rồi các bạn ơi. Mình sẽ lên phải lên đi giúp ông này lỡ khi mình được gì sao bạn, đúng không? Wow, địch à, bị thương nặng luôn rồi các bạn, nó bị thương nặng luôn rồi. Ok, mình sẽ kiếm đồ nữa chứ. Đi, tao sẽ giúp mày. Yes. Chu cho mà ơi, mệt quá. Thằng này nó phải nghỉ các bạn. Ok, nó sẽ nghỉ. Các bạn, ấy information là gì? If a shelter, if shell hit our shelter, we could send us to the way they could counter. How we can count them. À, chết bà rồi. Thằng này nó phải ngủ thôi bạn, con này cũng phải ngủ thôi. Mà mình cần một cái gì đó bạn ơi. Thằng kia nó đi giúp rồi. Lấy thằng này đi kiếm đồ bạn. Để thằng kia nó lên đây đi. Sẽ lấy thằng đó đi kiếm đồ. Mình sẽ đi friend. Mình sẽ đi kiếm đồ, ok. Kiếm đồ bạn. Không sẽ không. Shelter school, cái này không có đâu bạn. Heal amount food lot math heal. Thiểm trời. Lên không? Chơi luôn. Chơi lớn bạn, chơi lớn mới có nhiều bạn. Đây, chơi lớn. Đây hả? Đây bạn, mình sẽ đi vô từ từ. Màu không có gì bạn. Bới nữa hả? Không nạn vậy. Ok. Xong rồi bạn ơi, cần này đừng có lóc bích nha, hên quá nó không có lóc bích. Mình phải đà thêm một cái bên kia. Mình sẽ có thức ăn. Ngon. Tabaco nữa bạn. Mà mình sẽ phải đà mở thêm cái này nữa. Ui, không nạn. Có người bạn, có người bạn. Trên này có người. Ui, trên này có người bạn. Từ từ ơi, nó mà biết là mình chạy liền luôn á. Nó cầm súng là mình chạy liền luôn á. Mình chưa cướp được gì mà chạy thôi. Nó đi rồi bạn, di chuyển rồi. Thằng kia nó đi di chuyển bạn, trời mấy này di chuyển rồi. Tiếng động bạn, nó xuống đây nè. Chấm đỏ nguy hiểm quá. Thì chấm đỏ di chuyển rồi bạn, đó đó. Nó chuẩn bị xuống đây. Thì phải. Mình sẽ chơi tới luôn nha các bạn. Mình sẽ game này sẽ friendly, không giết chóc. Lẹ lên đào, lẹ lên luôn á. Lấy đồ con dê nữa. Nhất là nguyên liệu. Cầu cho thằng kia nó bảo vệ được các bạn. Không giết người, không giết gì hết. Rồi, nó què luôn rồi. Nó què luôn rồi các bạn. Ngon, có súng nè. Có đạn mà. Cái này từ từ. Nhìn cái nhẹ coi. Không ai hết bạn. Phải không? Bên đây có người. Đúng rồi bạn. Bên đây nó có người. Lên đây bạn, lên lên. Mình sẽ lên, mình sẽ lên đây. Này nó què rồi, không nạn nhé. Lên đây. Nó đang đi qua các bạn ơi. Nó đang đi qua. Ê. Đập đập luôn, đập luôn. Ê thằng kia cút mày. Rồi tao sẽ về, tao sẽ về. Đúng không. Chết đi con rỉ. Về. Anh hai. Yes. Hên quá bạn. Hỏi.
nó có súng. Rồi nó có súng bạn, không ngờ là... ui. Nào trời vậy? Mẹ xem trước. Vịt hồ. Cũng có thức ăn. Rồi kia về rồi bạn. Nào sẽ có gì? Đây là Animal Lab and Stay So I'm Hungry. I would even all be... đói lắm rồi bạn ơi. Looks... rồi xong. Oh, this my friend with him. Ngày năm rồi bạn ơi. Giờ ăn gì trời? Cái này mình phải trồng hết bạn, mình phải trồng xuống đây coi có gì bạn. Tròn này nó nghỉ đi, tròn này nó nghỉ, tròn này nó nghỉ. Tròn này nó nghỉ, và thằng này qua đây. Thằng này cho nghỉ luôn. Ê, thằng này chứ. Cho tao nghỉ mày ơi. Nghỉ bạn. Sẽ có thêm một cái ghế nữa. Và củi không được. Cái này mình còn thiếu 6/9, 2/5. Ui, cày thế nha. Mình thiếu khá là nhiều thứ các bạn. Sẽ làm cái này đi. Sẽ làm cái này. Mình sẽ lên đây mình mở thử coi bạn. Mở hết. Cướp cái nhà nhỏ thôi bạn. Cướp nhà to quá không có gì luôn á. Ok, mình sẽ xuống đây mình bích lóc cái này. À, cái này là trồng cây thôi bạn. Mình cần tìm thức ăn lẹ lên mà. Hôm nay chính là ngày hôm nay. Mình đói mấy ngày rồi. Bỏ khóa liền. Vô. Đây có thuốc, có thuốc, có nước. Có thuốc. Thuốc. Ok, mình sẽ chữa cho thằng này bạn. Nên lấy thuốc đi mày. Đột thuốc nó phải thì. Đúng rồi. Này nó phải nhảy nữa. Bịch. Lên, uống. Rô ba. Cái này là cái shovel nè các bạn. Mình cần khá là nhiều nè. Weapon sẽ có ở đây. Mà thế là mình phải đi tiếp rồi bạn ơi. Yeah. Ok, và mình bắt buộc phải đi rồi bạn ơi. Hết ngày. Ban đêm. Ok, mình sẽ đi qua Sales School hả? Hiệu Mount Food Material Lab Med. Cái nào nhỉ? Mình cần thức ăn nên vào bên đây nha. Vô bạn. Chưa tới luôn bạn. Giờ chỉ có chưa tới mới được ăn được nhiều thôi. Đấy. Và cầu cho không có gì. Hồi nãy đang bị bệnh mới mệt nữa bạn. Nhìn nè. Vô vô vô. Cái trường học là bữa mình đi rồi. Ê, có người. Có người bạn. Ở đâu đâu. Có người đúng không? Hai bữa mình đi rồi. Bữa mình đi rồi các bạn, bữa mình đi rồi nên mình biết. Mình sẽ lấy một vài thứ các bạn. Ôi mình khám phá gần hết rồi. Mở được cửa này không nè. Không được các bạn ơi. Thì đi xuống. Đây. Không được luôn. Ở đây sẽ có một cái này mở chưa ta. Lấy chưa. Lấy luôn. Thật sự cái điện đó mình không cần đâu các bạn. Mình sẽ đi lẹ. Cứu không? Cứu không? Cứu người các bạn. Cứu người. Hình như nó biết. Nhất thiết cẩn này các bạn. Chạy ghê em từ thôi. Ơi có thức ăn, có thức ăn. Yes yes. À nó
chạy rồi bạn. Kiếm tuần tra nữa nè, mình phải cần vũ khí để mình giết nó. Nói biết bạn. Về được rồi, về được rồi bạn ơi, mình sẽ về được rồi. Há vậy có thức ăn cho mấy anh kia nó ăn rồi bạn ơi. Mang đi một vòng nữa. Cần ngay bạn, mình cần cực kỳ cần ngay. Nước nữa, nước nữa. Ok, ok, ok. Chạy, 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 chạy. Được rồi, được rồi, được rồi. Ngày 6 bạn ơi, ngày 6, ngày 6. I'm back, I have bandit. I thấy đồ ghê không mấy mày. Ăn đi mấy anh em. Ê, hình như có người cướp rồi bạn ơi. Có người cướp, có người cướp. Get die, we need food. Nè, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thức ăn nè. Anh kia cần cái gì bạn ơi, thằng này nó lên nó sẽ cần cái này. It's too damn easy to be to get down. Mình cần cái kia bạn. Thêm một vài thứ bớt đi. Let's set meat for later. Ê, vẫn chưa có thức ăn bạn, cái đó là cái nha. Vẫn chưa có thức ăn. Hôm nay nó mệt rồi bạn ơi, cái này cho nó nghỉ nghỉ. Ê, có sẻng nè. Ngon, mình cần vũ khí bạn. Mình cần vũ khí. Và đặc biệt là mình cần thức ăn. Trồng cây bạn. Sẽ làm chậu bạn. Chậu, chậu. Đây, đây, đây. Cái này chắc mới là chậu đúng không? Khốn nạn. Cái này là gì? Cái này. The table symbol where can repair meat. Chanh á. Thua rồi bạn ơi, này mới là gọi là chậu nè, còn làm này bạn ha. Thấy đi. Lên đi, lên đi. Thằng này nó cũng sẽ được chữa trị nên mình sẽ qua cho nó làm lên, nó mở cái cửa trên đây các bạn. Hay da, hơi căng à, tình huống này hơi căng không, ba thằng chết luôn các bạn. Ra đổi đồ tụi bay ơi. I have something you, you would like, ơi. Ok mày, ra nói chuyện đó rồi. Tao mệt lắm rồi nha. Nấu ăn, nấu ăn, nấu ăn, nấu ăn. Mình cần gì? Cần nhiều vậy? Cần nhiều các bạn ơi. Chết cha rồi. Mày lên đi, thằng này lên đây đi. Này ra nói chuyện. Nó sẽ cho mình thức ăn không? Ê, thức ăn. Thức ăn đấy hả? Này là cigarette. Tôi cần thức ăn, yes. Súng nè. Này nữa nè. Được không? Ok. Ok, mình sẽ cho nó ăn. Ăn trước cái đã, ăn trước cái đã, ăn trước cái. Ăn, ăn đi anh em, ăn đi anh em. Đuối vừa lờ anh em à. Ta sẽ đổi tiếp với mày. Ăn trước đi tính, ăn trước đi tính. Nó lên đi, nó lên. Ăn xong chưa?
Nào chưa được ăn. Nào chưa được ăn đâu. Đây nè, từ từ lên mở nè làm bé. No rồi bạn, nó no. Ngon. Sẽ qua mình đổi tiếp bạn, mà nó mệt rồi. Thằng này để cho tối đi cướp con này nó bạn. Qua đổi tiếp, đem đi xuống sát hả, buồn hả? Mới ăn mà kêu buồn. Ok, được. Được bạn ơi, mình sẽ chế tạo nhiều thứ được nữa. Các bạn, mình sẽ đi xuống mình chế tạo vài thứ rồi mình sẽ kết thúc tập này tại đây các bạn. Này. Coi có gì các bạn. Xếp hai cái gần nhau quá khó chịu các bạn. Ủa sẽ có gì? Có, mình sẽ làm được cái chậu hoa chứ nhà khó chịu quá. Chọn hai này đi nghỉ đi. Mình sẽ có một cái robot sẽ nảy ra hả ta? Làm luôn cái này, trước tiên làm cái này. Tính ra mới cho nó ăn luôn á. Sẽ tìm thêm một cái robot nữa bạn. Đây. Ok, tập này mình chơi đây thôi. Nếu bạn thấy video này hãy để lại mình một like, một subscribe. Ngoài ra chia sẻ đây toàn lượt cho mình làm tiếp video tập sau. Và thằng này nó mệt rồi bạn, nó không làm nữa. Nghỉ ok, việc. Bye bye.